Đây, chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu một mẫu khóa D bằng thép loại mới. Thì loại này là khóa tự động. Các bạn nhìn này, xoay, bóp, nhả, tự động nó khóa vào. Thì giá thành của hai loại này thì như nhau thôi, không khác. Nhưng mà về cách dùng thì nó khác nhau một chút. Lòng này thì phải các bạn phải xoay, bóp vào thì mới nhả miệng ra. Các bạn thả này, tự động nó khóa vào. Còn dòng này đấy thì các bạn phải xoay này, xoay thoát khỏi vị trí này thì mới bóp được. Còn đóng này, bạn xoay này, đó là tự nó khóa. Thì cái này về thao tác thì nó sẽ lâu hơn một chút, còn về độ bền thì dòng này sẽ bền hơn vì do là sử dụng gen. Còn dòng này đấy nó sẽ hồi lại ấy, bằng con lò xo này, tự động hồi bằng con lò xo nhỏ này. Các bạn nhìn chân lò xo nhỏ. Thì về độ bền đấy thì cái lò xo lò nhỏ này sử dụng thời gian lâu ấy thì nó sẽ có hiện tượng bị gãy cái tai lò xo nhỏ này nhé. Khi mà gãy tai ấy thì nó không còn tác dụng hồi nữa, thì cái này nó cứ lỏng ra lỏng vào này. Thì về sử dụng ấy thì ví dụ các bạn đang lên cây mà cái tai bị hỏng nhá, thì ví dụ không may vào đây thì nó sẽ còn nguy hiểm hơn dòng này nhiều. Thì thao tác nhanh nhưng mà lại sử dụng lò xo nhỏ này thì về độ bền ấy thì nó sẽ không thể bằng cái dòng này được. Còn giá thành thì hai loại sẽ như nhau. Dòng này thì các bạn mất thời gian xoay này một chút nhưng mà độ an toàn thì đảm bảo. Đó, về thao tác với hai là dòng này đấy thì ưu điểm hơn một chút là thế này. Thì khi các bạn đóng vào này nhé, các bạn xoay vào này, xoay vào bên trong này, đó. Thì cái này nó sẽ bị gọi là bị vênh. Thì khi các bạn móc đằng sau đai ấy, các bạn có thể treo đồ đằng sau này được. Đó thì các bạn gài vào đây, thì nó sẽ không bị ập cái mép này vào. Dòng này thì không thể làm được rồi. Dòng này nhả tay ra cái là tự động nó khóa vào, đó. Nhưng mà về thao tác thì các bạn sẽ thao tác nhanh hơn, đó. Độ bền thì dòng này sẽ nhìn hơn. Còn về tải trọng thì dòng này là chịu tải 25 kN này. Đây. Là 2 tấn rưỡi lực phá vỡ nhé. Còn dòng này là 23 kN. Đây. Có nghĩa là lực phá vỡ là 2 tấn 3 nhé. Còn lực an toàn thì tầm dưới 500 cân thoải mái nhé. Treo cành, treo kiếc thoải mái. Đây. Lực phá vỡ là khi 2 tấn rưỡi là cái khóa này nó bị gãy luôn ấy. Nó bị kéo giãn gãy luôn. Đấy là lực phá vỡ. Đây thì có mẫu khóa D mới thì mình giới thiệu cho các bạn thêm lựa chọn. Thì ai thích dòng nào thì sử dụng. Giá thành thì như nhau thôi, không khác gì cả. Đấy. Cảm ơn mọi người xem video nhé. Chào mọi người.